vị và các bạn, ngày 23 tháng 4, Quỹ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp quyền An Phú tổ chức họp trực tuyến với các xã thị trấn lần thứ tư để đánh giá kết quả liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu quyện, ông Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư quyện quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân, Chủ tịch Quỹ ban Bầu cử quyện chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Phòng Nội vụ quyện đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã thị trấn hướng dẫn các loại biểu mẫu, biên bản và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, sau khi hiệp thương lần thứ ba, các quyện đã lập danh sách 57 người ứng cử, trong đó nữ là 21 người, tỷ lệ chiếm 36,80%, tuổi dưới 40 là 19 người, chiếm 33,33%, ,33%, tái cử là 19 người, chiếm

qua kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, tất cả 14 xã thị trấn thực hiện đầy đủ hồ sơ, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần và có số dư theo quy định. Bác hành các văn bản đúng quy định theo lịch trình của Quỹ ban bầu cử. Toàn quyện có 132.710 cử tri. Các xã thị trấn đã xác định 125 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 36 điểm bỏ phiếu nhà dân, 13 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự tại điểm cầu quyện và tại điểm cầu các xã thị trấn cũng đã có nhiều ý kiến, trong đó tập trung chủ yếu là để mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bầu cử trong tình huống có dịch bệnh xảy ra, trang bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, bảo quản tốt các văn bản danh sách cử tri tại các điểm bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trần Hòa Hợp đã thống nhất đề xuất kiến nghị của các xã thị trấn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quyện cũng đề nghị các xã thị trấn tăng cường các hình thức tuyên truyền như băng rôn, bano, áp phích, tờ rơi, đặc biệt là treo băng rôn ở lộ giao thông nông thôn để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Niêm yết chính sách cử tri phải thực hiện đúng theo hướng dẫn và được bảo quản tốt chọn lựa những người có kinh nghiệm trách nhiệm và có kỹ năng tham gia vào tổ bầu cử để đưa đi tập quấn nghiệp vụ công tác bầu cử thực hiện tốt việc phân chia thời gian kết cấu chương trình hoạt động ra mắt cử tri hợp lý để đảm bảo mọi ứng cử viên có cơ hội trình bày chương trình hành động quyết tâm của bản thân khi trở thành đại biểu hội đồng nhân dân trước cử tri các xã thị trấn chủ động phương án tổ chức bầu cử trong tình huống có dịch bệnh xảy ra thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, trang bị các máy đo thân nhiệt, giữ phòng khẩu trang để cấp phát cho các cử tri không mang khẩu trang đến các khu vực bỏ phiếu, phân công cụ thể người phụ trách công tác bầu cử, công an chủ động những phương án bảo vệ thành công cuộc bầu cử, phòng nội vụ hướng dẫn cách trang trí ở từng điểm bầu cử, các đồn biên phòng lập danh sách niêm yết cử tri đối với những cán bộ chiến sĩ biên phòng đang quản lý và lực lượng dân quân được tăng cường từ ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn về các chốt riêng lực lượng công an tăng cường về các chốt các đồn biên phòng chỉ báo cáo số lượng đến các xã tham gia bầu cử trước 24 giờ diễn ra bầu cử sẽ cung cấp danh sách chính thức của lực lượng công an để quỹ ban bầu cử các xã đưa vào danh sách bầu cử đồng thời bố trí điểm bỏ phiếu thuận lợi cho các chiến sĩ các chốt đồn biên phòng để bỏ phiếu vừa đảm bảo tốt việc bỏ phiếu bầu cử vừa đảm bảo tốt công tác trực bảo vệ tuyến biên giới phòng chống dịch bệnh